Năm sự sáng. Thứ nhất thì gẫm. Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giô-đan. Ta hãy xin cho được xứng đáng làm con cái của Chúa. Thứ hai thì gẫm. Đức Chúa Giêsu dự tiệc cưới Cana. Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng của Ngài. Thứ ba thì gẫm. Đức Chúa Giêsu rao giảng nước trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận tin mừng. Thứ bốn thì gẫm. Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi. Ta hãy xin cho được lắng nghe và thực hành lời Chúa. Thứ năm thì gẫm. Đức Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Ta hãy xin được năng kết hiệp cùng Chúa Giêsu thánh thể.